Dạ, hôm nay mình xin tiếp tục một cuốn coi phim. Dạ. Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng là tại sao mình lại cắt cắt cái ngọn này đi, cắt cái ngọn này đi. Cắt cái ngọn này đi, lý do là mình cho cây la, cho cái trái của nó đỡ phải nặng chịu và nó sẽ được cung cấp cái chất dinh dưỡng nuôi cho cái trái này hả? Cái trái này thì cái cơm hoặc là cái thịt của nó thì nó trở thành nước, thì trở thành chất dinh dưỡng. Thì cái vỏ ở cái hột ở trong nó có một cái lớp lớp cứng, đó là nó giống như là cái xương của mình ha. Bây giờ mình chuyển qua cái cơ thể của mình thì nó là xương của mình. Thì ở trong cái hột đó có cái nhân, ok. Thì mình biết tới đây. Bây giờ mình đi xuống cái này, mình hôm nay thì mình khám phá ra rằng là ở cái đầu này ha, cái đầu này, bây giờ cái đầu này mình cũng hái bớt rồi. Và cái đầu này thì không có ngọn nữa. Thì khi mình ra trái mình cắt cái ngọn nó đi. Mình cũng hái bớt rồi ha, hái bớt rồi. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn. Nó ra trái như vậy rồi, có nhiều người hỏi rằng là nó có héo không, nó có hư không, và nó có ở đây nó có một trái nó bị hư rồi đấy ha. Thì khi mà nó ra thì nó ra hột trước, nó ra cái nhân trước, nó ra cái nhân trước xong nó ra cái hột, xong bắt đầu nó mới ra cái cơm. Thì có nhiều người họ giải thích ấy, thì họ nói là nhân quả thì đúng, nhân quả xong rồi mình nhưng mà mình có quả mình ăn, có kết quả mình ăn mình ngon thì mình mới trồng, thì nó giống như một cái sự luân hồi ha, luân chuyển như vậy. Thì nó là trong thiên nhiên rồi. Thiên nhiên thì mình nói bao la bát ngát về Chúa Thánh Thần, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, thì nó là thiên nhiên. Đây mình thấy đây là trong thiên nhiên thì chim trời nó tới nó ăn, nhưng mình vừa mới nghe chim trời nó đang là bay ở đây thì nó tới nó ăn. Nếu mình không hái vô sớm để cho nó rụng xuống thì chim trời nó ăn, nhưng nó chín ở chỗ này trước thì nắng nó rọi ở đây ha. Rồi mình đi xa ở đây thì hôm nay rõ ràng là chim trời nó ăn xong rồi nó xuống có một trái như này nè. Đây là trái như này, xa xa như này. Ồ, mình đụng vô là nó gãy luôn, nhẹ là nó gãy lên. Đây là chim trời nó ăn ha. Đó, mình thấy như vậy ha. Ok, vậy trước tiên mình muốn giới thiệu một cái biến chế khác, hoặc là cái dụng cụ xài cho vườn tược hay là xe cộ, nhà cửa này nọ đó. Thì mình bắt đầu với các bạn, xin phép bắt đầu các bạn, mời bạn tới ăn trước. Chim trời nó đã ăn đây. Thì khi mình nói chuyện như vậy thì chim trời nó đang nghe các bạn. Nó đang nghe. Đây có một trái này nó cũng hơi lạ lạ. Có một cái đây là nó bị nó bị cái ánh mắt. Mình quay đây nhưng mà mình vẫn thấy mình đang nói chuyện hả? Mình thấy không? Lạ lùng. Như đây, bạn thấy cái trái này. Ôi dạ. Đổi lại đây, bạn thấy đây, mình bấm nhẹ cái nó đổi sang, nó bị lõm, bạn không thấy rõ lắm, để mình vặt cái đá đi. Đó, bạn thấy rõ là cái này thì nó đã ăn từ lâu đây. Nhưng bạn nghe thấy chim trời nó đang khóc, nó lo ở bên cái cành cây bên kia.